Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết anh VVN, tên thật của TikToker xe lăn VML, đã tới làm việc với đơn vị này liên quan vụ anh này tố bị đuổi khỏi quán phở. Kết quả xác minh cho thấy anh em có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội. Người chủ quán phở không nói câu cái ngữ này, như thông tin được TikToker này đăng tải, vị này nói. Sau buổi làm việc, cơ quan chức năng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh em với mức phạt 5 triệu đồng. Mức phạt này có áp dụng hình thức giảm nhẹ đối với người tàn tật, đại diện Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội nói. Cùng ngày, TikToker VML đăng tải lời xin lỗi liên quan sự việc trên trang Facebook cá nhân. Nội dung bài đăng có kèm hình ảnh nam thanh niên này tới tận quán phở trên phố Nam Ngư để xin lỗi người phụ nữ nấu bếp. Anh này nói đã sâu sắc nhận thức về sự yếu kém và thiếu hiểu biết của mình trong việc xử lý vấn đề. Tháng 1 năm 2024, trên trang cá nhân, TikToker VML cho biết anh cùng bạn gái đến một quán phở ở Hà Nội. Do bị liệt bẩm sinh, anh em phải ngồi xe lăn. Khi nhờ nhân viên bê xe qua bậc tam cấp, họ đã bị từ chối với câu trả lời quán em không có nhân viên để khiêng người như anh. Đến quán phở thứ hai, em cho hay đây là quán quen, hai người vào ăn bình thường. Chỗ ngồi nhỏ hẹp, em hơi chen vào chỗ bà chủ quán. Bà đứng phắt dậy, mắng nhân viên ai nhận cái ngữ này vào đây ăn. Nam TikToker kể. Sau khi nhận được câu trả lời từ nhân viên rằng bình thường anh em vẫn ngồi đây, bà chủ tiếp lời, không bán được, đã thế thì tôi đứng. Anh VML cho biết. Bữa ăn nghẹn ứ ở cổ, thật khó nuốt và chia sẻ bản thân đã quen với cảm giác này rồi, nhưng bạn gái nước mắt bắt đầu rơi. Bài chia sẻ của TikToker VML gây tranh cãi trên mạng xã hội.